Hello mọi người, em xin chào tất cả các anh chị yêu Lan nha. Hôm nay em sẽ chia sẻ với anh chị một cái cây năm cánh trắng Hà Tĩnh nha mọi người. Đây, mặt bông Hà Tĩnh như thế này. Mặt bông này thì cực kỳ đẹp luôn á, rất là dễ thương và đáng chơi nha. Đây là cây năm cánh trắng Hà Tĩnh. Cây này hiện tại thì nó được khoảng tầm 18 xăng rồi mọi người. Rễ rất là khỏe rồi nha, rễ ổn định khỏe. Mắt ngủ của em là cái mắt gốc này nè, cái mắt ngủ là vẫn còn đầy đủ nha, mầm gốc á, người ta gọi là mầm gốc là vẫn còn đủ hết, vẫn còn đủ, chưa có khai thác mầm gốc. Rồi một cái cây cực kỳ khỏe như thế này, em chia sẻ với anh chị một cây là 6 triệu nha. Chậu đang quay clip như thế này luôn là 6 triệu. Mặt bông Hà Tĩnh nha mọi người. Mặt bông Hà Tĩnh rất là dễ thương, một cái mặt bông đáng chơi và đáng sưu tầm luôn á. Đây, đã rất là nhiều anh chị nở rồi. Cây này là chuẩn nguồn, chuẩn gốc nha. Mọi người mua hàng của em thì cứ yên tâm, tại vì em có bán hàng trên Facebook và Zalo nữa. Đây, nếu mà anh chị nào yêu thích cái cây năm cánh trắng Hà Tĩnh thì để lại comment giùm em nha, hoặc là cứ gọi điện thoại trực tiếp của số điện thoại của em. Và em xin chào mọi người nha.